Hello mọi người. Bây giờ là ngày thứ hai đi vào trong núi để gặp. Ây da, trời ơi, ở đây đường rừng không nha mọi người. Đó, mém té luôn á. Đi với hai chú Phật tử đi vào trong rừng để tìm mấy cái hang cốc của các vị tu. Ôi, có hang đá, cái cục đá kia cao ghê chưa kìa. Đó. Ê, cục đá này nhớ cục đá. Cục đá này là có cái chú thất cổ đúng không? Ừ. Đúng hiệp. Đó, đây nè mọi người, đây nghe cục đá này này có một chú thanh niên á. Xong rồi cái bị ấy đó. Bị có nhiều cái chuyện buồn gì không biết nữa. Sao rồi chú đến đây thắt cổ chết. Và ở đây á, nó trở thành một cái nơi rất là linh thiêng. Rồi hồi bữa trước á là có cái chú Phật tử đi trước mọi người nè. Đó, chú đang cầm cái bị á. Chú vừa chèo lên cũng đã là rách quần luôn á mọi người. Mới bước lên thôi á. Chưa làm gì hết đó. Mà cái quần đó là cái quần mua quần hiệu á, mua mười mấy triệu một cái á. Có thể nhảy không đứt á, mà bước lên đụng đá cái rách quần. Đó là chú nè. Xong bữa nay chú rút kinh nghiệm, chú đi chú mang quần rinh. Rồi. Thật ra thì đời người không biết nói trước được điều gì, đúng không mọi người? Mọi người theo chân sư cùng hai chú Phật tử thì đi nhé. Đi vào. Ê dạ trời. Trên đoạn đường đi thì cũng rảnh rỗi nên cũng có thể nói chuyện với quý vị một vài vấn đề. Phía trước là một cái miếu mọi người, một cái miếu thờ. Thật ra thì ở trong rừng đó chúng ta không có biết trước được cái vấn đề nào. Nó như thế nào, nó đã tồn tại bao lâu và nó có một cái nguồn gốc lịch sử ra sao thì chúng ta không biết được. Nhưng mà hôm nay mọi người đi ngang đó, mọi người thấy không? Đó, thì có một cái miếu thờ như vậy đó. Thì chắc là ai cũng phải đến đây có cái duyên gì đó và lập lên. Chứ thật ra ở trong núi mà bưng xi măng vào hay là để xây một cái như vậy thì nó rất là khó khăn nha các bạn. Đó, thì nếu mà mọi người có những cái tư tưởng, có những cái tầm nhìn đó, muốn khám phá, muốn học hỏi. Thật ra học hỏi ở đây không phải là các bạn cứ đừng có nghĩ rằng cái việc nó là thời đại công nghệ và chúng ta có thể truy cập internet và chúng ta có thể được học rất nhiều từ đó, nhưng mà thật ra nó không bao giờ bằng những cái giá trị thực tế, sẽ mãi mãi không bao giờ bằng những cái giá trị thực tế mà chúng ta tận mắt chúng ta thấy. Wow, mọi người, đây là một hang đá rất là to. Wow, và bên phía trong, ê, có khi phía trong bên này cũng là một cái hang á. Trời ơi, phía sau đó mà tôi thấy có một cái lỗ trong đó mà mình không vô được đâu mọi người ơi. Thì thật ra cái quá trình mà chúng ta đến và chúng ta trải nghiệm thực tế bằng mắt nè, hay là chúng ta cảm nhận được từ trái tim của chúng ta, thì nó rất là khác. Nó khác rất rất nhiều so với cái việc mà chúng ta chỉ xem trên cái phương tiện truyền thông. Thì nếu như quý vị nào á, các bạn nào á, muốn một lần được trải nghiệm, một lần được sống với cái
với cái sự tìm hiểu và cái mong muốn để phát triển được giá trị con người á, thì các bạn có thể nên đi một lần như vậy. Nên đi một lần. Wow, A Di Đà Phật. Ô, các bạn ơi, từ từ. Các bạn ơi, mọi người cho mọi người coi. Wow. Đây là Phật Cô Đơn. Ở đây người ta gọi là Phật Cô Đơn hả? Ừ. Oh. Oh. Và tự nhiên ở đây nó có một cái tảng đá mà mọi người xây lên dựng tượng Phật. À, thấy huyền bí không mọi người? Có sẵn luôn ha. Có thể lên đó để xem. Xin lên được, xin lên được. Kìa, theo mấy cái đường đó lên. Bước này nhảy. Chúng ta lên xem. Đi thẳng tới ngay bên tay phải. Đây hả? Bên không, mình qua mình quay cái này trước đi. Cái bên đây là tiên linh. Xin phép các vị cho con quay. Chư vị tiên linh. Ở trong đó là cái chữ là chư vị tiên linh các bạn, mọi người thấy không? Yeah. Thì mọi người đến thì chúng ta nên đến để đảnh lễ và đến để chào các vị. Thật ra các vị này rất là hiền, các vị này sẽ giúp đỡ và độ cho chúng ta. Nếu mà mọi người mà muốn cầu những cái gì may mắn, cầu những cái phước lành gì đó thì các bạn có thể đến đây. Các bạn có thể đến đây để cầu nguyện. Đó. Rồi bây giờ sư Đinh quay cho các bạn xem cái tượng Phật nha. Nhưng mà ui, quá được hả? Người rất khó lên quá. Cái này mang cái vít. Ây da, lát nữa xuống cũng hơi khó. Ồ, là một cái tượng ngồi chứ không phải là bán Phật Bổn Sư. Là một cái tượng ngồi không? Phật ngồi. Ồ, xa đuối, xa đuối. Rồi bây giờ chúng ta xin đảnh lễ Phật. Nếu mà ai mà hữu duyên mà thấy được Đức Phật thì mọi người đảnh lễ và cung kính ngài nhé. Đây là một tượng Phật. Không có hương thắp cho ổng một cái. Rất là đẹp quý vị ơi. Cái nét tượng rất là đẹp và điêu khắc cũng rất là đẹp. Và xung quanh đây là rừng nha, không ý là ở đây không có một cái chùa nào hết á, không có một cái cốc, cái am là của vị nào hết. Chắc là xung quanh đây sẽ có thì có mỗi tượng không. Không có ai, không có cốc chùa. Đây là anh Phật tử người địa phương, anh sẽ dắt chúng ta đi tham quan. Hi. Chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Giới thiệu sơ sơ đi. Không, con không biết gì nhiều về đây hết, con chỉ biết vậy thôi. Chỉ tức là anh là người dân ở đây nhưng mà cũng là cũng biết những cái tượng Phật như vậy và dắt mọi người đến. Rồi, thôi chúng ta đảnh lễ và chúng ta đi xuống, chúng ta tiếp tục đi ha. Khi nào có duyên là mọi người nên đến đây nhé, đến đây để đảnh lễ, để gieo duyên. Cũng như cái nét mặt nó cũng kiểu như rất là nghiêm á thằng. Cái nét mặt nó nhìn như thế. Đi chụp tấm hình. Ok. Rồi, tiếp tục. Ồ, đây một cái tượng đẹp gì mà không biết. Đẹp quá, tượng đẹp quá. Cái này hình như thôi là chùa Phật Quang làm. Vừa là tượng vừa đánh dấu chủ quyền. Ủa sao mà chùa Phật Quang lên tới đây được dữ? Đất của họ tới đây đó. Vậy vậy? Không biết đúng không, nghe nói thôi. Giờ chúng ta leo xuống thì cẩn thận. Có hỏi sư là chùa Phật Quang đến chỗ cái gần cuối với cái chùa không? Cái đó là phần dưới đó. Còn cái này phần đằng sau lưng. Cái phần sau lưng. Cái đó là phần trước. Dạ, ai bọc bọc lên tới trên này. Không biết đúng không thì con cũng không biết. Rồi chúng ta. Đẹp ha.
Đó là cái ấy của các vị chư tiên linh đó, chỗ nếu mà ai muốn cầu nguyện khấn phái thì đến đó rất là linh luôn đó. Đó là linh luôn đó nha. Đó đó, lần nữa nha, sư giới thiệu với mọi người, đó là cái am cốc của các chư vị tiên linh. Nếu vị nào muốn cầu nguyện thì xin đến đó một lần. Và giờ chúng ta tạm thời rời nơi này, chúng ta tiếp tục đi. Sẽ mong là gặp được một vị sư nào sống ở gần đây. Thường là những cái cục đá và hang đá thường là mấy sư hay ở. Hả? Có cục đá to nè, hang đá hay là cục đá. Wow. Khi đi vào trong đây thì mọi người nhớ là phải chuẩn bị tư trang cho đầy đủ nha. Phải mang đôi giày cho chắc nè, hoặc là mang dép chắc. Rồi mang nước uống với lại một ít đồ ăn vào. Đó. Coi hết video nha, để xem những cái điều thú vị. Nếu mà ai mà vô tình mà coi được cái video này á, các bạn muốn một lần đi trải nghiệm như vậy đó, kiểu như vậy đó, thì các bạn nên đi hả? Giữa trưa nắng mà giống như chiều tối. Giữa trưa thì ở trong rừng nó sẽ giống như chiều, hiện tại bây giờ là 10 giờ rưỡi nha các bạn. Nhưng mà trong rừng nó như chiều vậy đó. Rồi ở ngoài là 4 giờ thì trong rừng như là 7-8 giờ chứ. Hôm qua đi là tối thui rồi, phải bật đèn để bên điện thoại lên. Và anh Hiệp có thể chia sẻ một số cái bí quyết để đi rừng như thế nào cho mọi người biết được không? Sư nói như vậy là đủ rồi đó, không cần chia sẻ thêm nữa đâu. Ủa gì ạ? Đôi lúc sư nói chỉ là cái thôi, còn cái thực tế nó phải khác chứ. Không, thực tế nó không chỉ có chỗ đó. Thực tế là nó cũng phải là có những đôi giày chắc nè mọi người, đồ ăn thức uống rồi này kia. Rồi vậy thôi. Đường này nó cũng không phải là quá khó mà rừng nữa, là đường sâu. Đường này nó cũng không khó. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Còn thích kiên cố hơn thì chút việc thôi. Nhưng mà khi nào mà mọi người muốn lên đi tham quan đó là liên hệ anh Hiệp nha. Anh Hiệp dắt mọi người đi. Thì anh Hiệp anh tốt bụng lắm, anh đi anh không có lấy gì đâu, trả cho anh cứ 500.000 ngày được rồi. Đó, anh nói rẻ lắm. 500 không vừa bụng. Không vừa bụng rồi, chết giờ tới khúc. Thôi lên giá 10.000 đi mọi người, 510 đi. Chết cha rồi, đó là bị bích đường không vậy trời. Rồi xong bị lạc đường. Thế là tới đây là bị bích đường rồi mọi người, không có cái đường lối đi. Không phải lối đó. Tại vì mọi chúng ta cứ đi theo có chỉ mũi tên nè. Cái đường đó là đi xuống chùa Phật Quang. Ồ vậy hả? Còn để ý mang tiền ra. Nếu mà đi vào đấy, trong rừng hay là chui qua đó luôn hả? Không biết đúng không? À, hay là kia kìa đó, tiếp cái, bên kia có cái đường kìa. Nhưng mà nếu mà lạc ở trong đây thì chắc ra được không? Chắc được chứ hả? Không sao. Ừ, rồi cứ đi. Không thôi, để em con khám phá ra đúng đường thôi. Thì lâu quá. Đúng rồi, anh Hiệp có nơi mòn đó. Dưới đây hả? Đúng rồi, đó đó, đi dọc lên đó. Lâu quá thì không có đi á, nên bây giờ nó cũng quên. Với lại mọi thứ nó cũng thay đổi. Mọi thứ nó thay đổi nên giờ nó cũng quên. Với lại mà nếu mà chúng ta mà cứ đi theo trong rừng á, kinh nghiệm là chúng ta cứ đi theo lối mòn á, thì thật ra nó cũng có đường. Dạ dạ dạ. Nhưng mà nó cũng chưa chắc, nhưng mà chưa chắc là đúng hướng nha. Đường thì đường vậy chứ mà chưa chắc đúng hướng. Rồi đôi lúc mà đi như vậy á, cái xong cái lỡ như cái gặp kiểu như mấy cái hiện trạng tâm linh như là ma dấu nè, hay là
này kia đó, họ sẽ dắt mình đi tầm bậy đó, họ sẽ kéo đi bậy, cuối cùng mình sẽ không ra được đó nha mọi người. Đó là những điều có thật á, tôi chia sẻ với mọi người. Rồi quay lại cái vấn đề nãy là nãy nó giỡn cho vui nha, chứ anh thì vẫn không có lấy tiền đâu. Nó mà con anh giận á. Tại vì lúc đi núi nên mệt, mọi người nên có tư tưởng là nói chuyện thoải mái cho vui. À, không biết mọi người coi video này có chán hay không chứ thầy thấy trong rừng không à. Mà cứ coi thôi. Ê, thưa. Hiện tại thì mọi người đang đi theo lối mòn thôi, chứ cũng không biết là mình đang đi đâu. Và tư tưởng đi thì cũng đi đến để gặp một số vị sư, một số vị thầy tu học ở trong đây. Chỉ biết vậy thôi, chỉ để tâm vậy thôi. Đi không đến là ráng chịu nha. Còn đi không đến là duyên của mọi người nữa. Nhưng mà giờ này mà đi tới 12 giờ trưa là dễ tới giờ linh lắm đó nha. Giờ linh là ba thầy trò, là lúc đó là quẳng quẳng trong cái núi này một ngày không ra được. Nói vậy thôi chứ không. Rồi mấy các bạn có tâm tốt là được à. Có tâm tốt về chư thiên nè, rồi các vị chư nhân, họ sẽ giúp cho các bạn tìm được một cái nguồn sáng, hay là tìm được một cái mục đích của các bạn đặt ra ban đầu. Mọi người cố gắng theo dõi hết video nha. Cuối video sẽ gặp được một vị sư á. Mọi người cầu nguyện giùm luôn đi. Rồi xong. Tới đây chúng ta đã bị mất lối. Không nha, chưa mất nha. Đang, đang phân vân hả? Ngày nay đi xuống một cốc của một ông sư. Ngày nay đi lên một cốc của một ông sư. Vì ngày nào cũng lên cốc hết thì đi đường nào được. Cái ngã dưới đây thì mình đi xuống đây, mình đi qua bên kia, cũng đi qua bên kia. Nhưng ngã này đi lên bên kia xong rồi cũng phải vòng xuống qua bên đó. Nhưng mà ngã nào cũng là những cái đường mới chưa đi. Thôi đi hôm nay ngã này trước đi. Thì mình đi khám phá đi. Rồi, xin chào và cho hôm trước sẽ đi xong một video. Và theo như anh hướng dẫn viên du lịch thì anh nói là hai ngã. Thì ngã nào anh cũng chưa đi hết. Nhưng mà... nhưng mà anh muốn thể hiện bản thân quý vị nha. Anh muốn thể hiện bản thân, anh muốn dắt quý vị đi một con đường mạo hiểm, nên quý vị cứ theo chân ảnh nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến cuộc hành trình mạo hiểm của những con người thích khám phá. Let's start. Thật ra nếu mà quý vị mà đến đây mà để đi như này á, quý vị không có người địa phương dắt á, thì quý vị sẽ không bao giờ đi được. Nó rất là khó, tại vì thấy gì cho rừng á, nó không có phương hướng rõ ràng để chúng ta định hình được chúng ta đi lối nào ha. Thì do vậy thì nếu mà quý vị muốn đi thì nhớ nha, một là liên hệ với những người bạn, hoặc là có thể liên hệ với sư, hoặc là liên hệ với, hoặc là sư sẽ liên hệ với những người Phật tử ở đây, họ sẽ dắt quý vị đi. Và quý vị sẽ có những cái cuộc trải nghiệm rất là thú vị. Thật ra nói đi vừa nói với mọi người như vậy thì nó đỡ mệt đó mọi người. Đi học với Hiệp ơi. Chứ còn kiểu như sư sống ảo rồi. Ây da trời. Đường thì nó không khó khăn lắm, nó vẫn đi trơn như thế này mọi người, đi được không có gì hết. Nó phải là chui lùm rừng rồi này kia. Wow, bắt đầu chúng ta bắt đầu vào trong một cái rừng rừng tre ha, rừng nứa vậy đây nè. Ồ, đây
những cái cảnh này là những cái vị đặc biệt là chân cẳng phải cho tốt cho đi cái này về nhức chân lắm. Mọi người biết là sư là bị cái khớp chân, trời, mỗi lần đi là về là coi như là nó muốn nó đau nó nhức lắm quý vị. Nhưng mà cái đau nhất đó chỉ là của cái thân thôi, của cái thân thôi. Thân này vô thường quý vị, thì chúng ta chủ yếu là làm chủ được cái tâm. Ồ, và thấy được cái máy rồi, từ từ xuống đá. Bây giờ đang xuống dọc. Ôi, làm sao mà không ngạc nhiên được khi mà máy ẩn tuốt sau trong đây có một vị sư quý vị. Ồ, và đây có cái ống đường ống nước nè. Đường ống nước này là dẫn nước về để xài đó quý vị. Tại sao phải có nước xài mà mới được đúng không? Không biết là khi vào đó là tại mọi người xem video á, mọi người có thấy là lý do tại sao mà khi sư đi đến nơi sư không quay, là lý do là các vị đó không có có muốn quay, vì các vị đó là không có muốn là mình phải lên trên mạng rồi mọi người vào, rồi đôi lúc các vị nói như vậy đó, nói những cái sở kiến của quý vị á, rồi quý vị và quý vị bình luận rồi này kia đó, nó không có tốt á, nên các vị sư thường là không cho quay. Nhưng mà nếu hữu duyên được á thì sư sẽ quay cho các bạn, và sư sẽ cố gắng là chia sẻ một ít thông tin về những cái vị sư này cho các bạn, để các bạn có duyên á, các bạn đến, các bạn một lần thôi cũng được để gặp sư ấy. Và bây giờ là mọi người đang đã đi xuống nước. Ui trời, hai cái chân nhức quá sư, cũng hai cái chân sư nhức quá mọi người. Hình như có dép sư. Nguyên bài chim luôn kìa sư. Đâu? Nguyên bài chim gì? Chim rừng hả sư? Đâu? Nó bay vô rừng. Đó, mai mốt mà mình cất nhà, mình cất kiểu như vậy nè. Đúng rồi. Ủa rồi sư đâu? Sư chắc đi vắng quá. Trời. Không rồi. Đúng rồi, không có gì không. Đây. Thôi mọi người ơi, cho mọi người xem. Đây là cái cốc của sư. Cái cốc của sư từ... Cũng đơn giản đó mọi người. Ồ, hiện tại đang khóa rồi. Và bên đây là... Chắc có lẽ là sư đã đi ra một cái hang nào đó, hay là một nơi nào đó để hành thiền. Và cái lúc này đến đó, thì chúng ta không có duyên gặp được sư. Thì mọi người thấy không? Cái việc mà mọi người cho đi một cái gì đó, hay chúng ta cúng cho ai một cái gì đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là họ phải biết ơn chúng ta, họ phải như thế này thế kia. Không, thật ra là không nha. Chúng ta phải biết ơn họ. Biết ơn họ là vì là gì? Vì đã, họ đã giúp cho chúng ta thực hiện được cái việc làm mà chúng ta đã làm, mong muốn làm. Giống như ngày hôm nay cũng vậy nè. Sư. Hình như đây là nhà tắm. Đây là cái nhà tắm đơn giản thôi. Và đây chắc là cũng là cái cốc hoặc cái gì đây thôi. Chắc là một là nhà bếp ha. Nhà bếp để sẽ nấu ăn hay là sao đó. Vật liệu chị cũng rất là. Ủa đây là nhà vệ sinh hay nhà tắm? Nhà tắm thôi, không có phải nhà vệ sinh. Vệ sinh thì chắc ở núi rừng mà, đâu có gì đâu. Thì lại vào lại không được gặp sư quý vị ơi. Tức là đang thực hiện cái tâm nguyện là muốn đến để gieo duyên, để cúng dường chờ sư. Mà thế mà đến thì không có sư, không gặp được sư, sư đã đi. Thì mình cũng không biết sư đi đâu. Mà bây giờ không có duyên gặp nên thôi bây giờ quay về, và sư cũng
quay cho quý vị xem cái cốc của sư đang ở nha. Và xung quanh cốc sẽ như thế này. Ừ đúng rồi. Trời mà sao làm một cách rất là lêu lỏng như vậy ta. Đây nè mọi người, chỉ chất mấy cái đá lên như vậy thôi nè. Cái trụ á là chất mấy cái đá lên như vậy. Và sau đó bỏ cái mấy cái này. Trời ơi sao nó lêu lỏng, lỡ có cái đá ai ấy nghe nó chật xuống là nó đi luôn cái cốc. Nhưng mà chắc là nó cũng kiên cố bên trong. Phải bỏ nhớt vô mọi người, trong mấy cái con vật đó nó khỏi bò lên cốc. Kiến rồi này kia. Này không có quay được trong cốc cho quý vị xem. Để khóa cửa rồi mọi người ơi. Thôi, thế là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ chúng ta phải đi về thôi. Chúng ta không có duyên để gặp được sư. Và cũng không có duyên để thực hiện được cái việc mà chúng ta muốn cúng dường. Vậy thì qua đây sư cũng muốn nhắn gửi cho quý vị một cái điều rằng á, là thật ra cái việc mà chúng ta thực hiện cái pháp bố thí cúng dường giống như trong đạo Phật nói đó, thì mọi người sẽ hiểu rằng là nếu như chúng ta phát tâm chúng ta cúng dường và cái người thọ nhận đó, họ nhận cái vật cúng dường của chúng ta, và trong cái tư tưởng và trong cái tâm thế của chúng ta nghĩ rằng là người đó phải biết ơn chúng ta, người đó phải như thế này như thế kia, thì các vị đang sai. Các vị đang sai. Và các vị làm là các vị nghĩ là các vị làm là các vị làm cho họ. Không, thật ra các vị cúng dường là các vị đang làm cho các vị. Và các vị phải biết một điều rằng là nếu như bây giờ trường hợp như ngày hôm nay sư đến và sư phát tâm muốn cúng dường nhưng mà sư đâu làm được, vậy thì mọi người thấy không, vậy thì sư đang không được thực hiện cái việc làm công đức. Và sư rất là buồn, ném té mọi người ơi. Vừa đi vừa nói chuyện với các bạn á, đây là đôi dép của sư này nó hơi trơn. Ôi trời, bây giờ mình đang đi xuống dốc mọi người ơi, đang đi xuống dốc. Có thể đi qua cái đoạn dốc này rồi sư nói tiếp thôi. Thì sư không thực hiện được cái việc làm là mình mong muốn cúng dường đến các vị sư, dù gì là đi vào đây rất là khó khăn, đi tìm được các vị rất là khó khăn. Và sư cũng đã biết chỗ quý vị ấy ở, chắc là sư sẽ đến vào một cái dịp nào đó. Nhưng mà qua đây mọi người thấy không, cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường đó, nó là một cái việc làm rất là khó làm, chứ không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta có tiền là chúng ta làm được, chúng ta có vật thực là chúng ta làm được. Không phải, cái đó là phải từ cái tâm của chúng ta. Ví dụ khi các bạn vào trong chùa đó, các bạn nghĩ các bạn là người có giá trị, người có điều kiện, thì các bạn có thể cúng dường cho chùa một vật dụng đó, và các bạn xem nhẹ những người trong chùa, và các bạn nghĩ các bạn là những người đáng giá. Thì thật ra sư khuyên các bạn là không nên, khuyên mọi người là không nên ha, chúng ta không nên làm như vậy. Vì nếu như vật của các bạn cúng dường có lớn đến mấy nhưng tâm của chúng ta không thành kính thì nó cũng không có một cái phước báo gì trong đó cả. Giống như là cái việc chúng ta trao đổi một cái gì đó thôi, giống như là mình đem cái đó cúng dường để mình lấy được cái này cái kia của người đó, ví dụ phước báo hay là cái gì, không có. Thật ra nó không có nha quý vị, chỉ có những cái tâm thành kính thôi. Bởi vì tổ sư Minh Đăng Quang có nói là thành kính là phước báo, thành kính là phước báo, và quên mình là cội phước, phước là sự bố thí cúng dường. Đấy, sư học được như vậy thì ta cố gắng ta hành theo.